Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi là Ngọc Hà, đến từ nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc. Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích và tràn đầy niềm vui khi được tham gia vào chương trình Liên hoan nghệ thuật hữu nghị mùa xuân Bình Nhưỡng. Được học và trải nghiệm tiếng Triều Tiên là một cơ hội quý giá giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về văn hóa và lịch sử của đất nước bạn, một đất nước mà chúng tôi, người dân Việt Nam luôn dành tình cảm đặc biệt. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào khi được hát ca khúc We Love Sparti Pla Udinim Thang Kirin Sarang Hane, một bài hát thể hiện lòng trung thành và tình yêu sâu đậm với Đảng của người dân Triều Tiên. Qua bài hát này, tôi cảm nhận được sự tương đồng trong tinh thần và niềm tin của người dân Việt Nam dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo chúng tôi giành lại độc lập, tự do và đưa đất nước phát triển vững chắc. Tôi cảm thấy biết ơn sâu sắc với những nỗ lực không ngừng của Đảng và nhân dân cả hai quốc gia trong quá trình giành tự do và độc lập, cũng như trong công cuộc vượt qua khó khăn, thoát nghèo và phát triển mỗi đất nước. Sự hỗ trợ và tình đoàn kết mà Triều Tiên dành cho Việt Nam trong quá khứ và hiện tại luôn là nguồn cảm hứng lớn lao và là bằng chứng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước. Tôi rất yêu quý và kính trọng vị lãnh tụ Kim Jong-un cùng nhân dân Triều Tiên anh em. Họ đã và đang tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới. Tham gia vào chương trình này không chỉ là một vinh dự lớn lao đối với tôi, mà còn là cơ hội để thể hiện lòng biết ơn và tình đoàn kết giữa người dân Việt Nam và Triều Tiên.